Hello, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Ok, hôm nay lại tiếp tục làm game Free Fire nha. Ok, thì mình hôm nay sẽ chơi map tử chiến xếp hạng nha. Ok, đây, let's go nào. Cả nhà xem video nhớ giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nha. Ok. À, này làm cái video chơi tựa chiến xếp hạng cho các bạn xem. Okay. Mọi người nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh nha, đừng ủng hộ mình ra thật thật nhiều video nha. To quá này các anh à. Chết bé thôi. Ô không. Lâu vào nhỉ, lâu vào đấy nhỉ, cả nhà ơi, gặp trận đấu thế. Lịch của mình rất là cùi cả nhà, lịch của mình FIFA mình cùi lắm, mình không biết làm sao để cho không có nhiều tiền mà lạp vào để cho lịch VIP, lịch hơi cùi, cả nhà thông cảm nhá. Ok, let's sao cái trận đấu thế? Để em mời mấy thằng nhóc này vào nhá. Nó có chơi không? Mời mấy người vào xem có chơi không? Không chơi nó bắt đầu nào. Let's go. Video tự chiến xếp hạng cho các bạn xem. Khó khăn quá. Sự nó gặp trận quá lâu luôn đó cả nhà. Không hiểu kiểu gì. Không hiểu có gì cả nhà. Sự nó gặp trận đầu thế. Nó thế nhỉ? Sân đấu thế ta. Ôi thôi rồi. Cầu này chưa động năng chiến đâu cả nhà ơi. Động năng chiến rồi. Đây. Ôi không, đây chơi cái gì ta? Đảo quân sự tiệc sàn mới à? Cái này mình cũng biết chưa đâu. Mình cũng chưa đâu. Này có biết chưa đâu. Ôi, không biết chơi cái này. Thôi ra nhá. Không biết chơi nên không chơi. Tự chiến xếp hạng sân đâu thế nhỉ? Ô, thật sự đấy. Tự chiến xếp hạng đâu quá.
Đầu quá. Độc lăng chiến nha. Này chả đến bao giờ. Độc lăng chiến vào luôn cả nhà. Ok mọi người. Đọc lăng chiến nữa nhỉ. Ok nha. Mọi người xem video giúp mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh cả nhá. Ok. Hay thế nhỉ. Được. Bạn rất là hay luôn. Vỗ tay vỗ tay. Kiếp thế. Bắn hay thế. Tưởng không giết được. Ừ. Tưởng không giết được. Tưởng không giết được. Đâu rồi, đâu rồi? Nó bên bà bên kia kìa. Thật là đáng lòng. Kinh thế nhỉ. À, điện thế nhỉ. Hiện tại đang thua 24 ngày rồi. Ba bốn người nha. Hy vọng gỡ bốn đều. Bốn đều thật. Bốn đều thật cả nhà ơi.
bốn điều thật. Đèn đấy nhỉ, thua rồi ơi. Thôi video của mình đến đây là kết thúc nha. Mọi người xem video giúp mình một like, một chia sẻ, đăng ký kênh nha. Ok, chào tạm biệt, bye bye.